cùng Phi Nhung uống trà thảo mộc Dr. Thanh mỗi ngày để thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài. Nắng nóng căng thẳng thế. Trà xanh không độ được làm với lá trà xanh tự nhiên, giữ nguyên tinh chất EGCG giúp bạn không lo căng thẳng mệt mỏi. Cùng chọn trà xanh không độ nên không còn lo căng thẳng mệt mỏi. Chào mừng quý vị đến với chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên đài phát thanh và truyền hình Lâm Đồng. Chương trình hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau. Phú Yên, mưa kèm lốc xoáy đánh sập hàng chục ngôi nhà. Đồng Nai, nâng cao năng suất cây hồ tiêu từ mô hình tưới nước tiết kiệm. Thanh Hóa, bắt tạm giam hai đối tượng mạo danh cán bộ thanh tra chính phủ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản gần 2 tỷ đồng. Thưa quý vị, trên địa bàn tỉnh Phú Yên, các khu dân cư thuộc 15 xã, thị trấn bị ngập lụt, chia cắt ngày 13 tháng 12. Đến sáng ngày 15 tháng 12, nước đã rút xuống và người dân đi lại an toàn. Tuy vậy, vẫn còn một số khu dân cư nằm ở vùng trũng vẫn còn ngập trên một số tuyến liên xã, liên thôn và nhà dân. Trong khi đó, nhiều hộ dân đã chịu thiệt hại về tài sản khi mưa lớn kèm theo lốc xoáy bất ngờ đi qua địa phận của huyện Đông Hòa. Theo báo cáo ban đầu của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên, có 3 người bị thương, chìm một chiếc tàu cá công suất 300 mã lực và gần 2.320 nhà bị ngập hoặc tốc mái do bị lốc. Hơn 600 hecta lúa vụ mùa đang chín bị ngã đổ. Trên các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ có ít nhất 14 vị trí bị ngập, có nơi sâu đến 1,4 mét nước tràn qua đường, dẫn đến bị sạt lở kè rọ đá, sạt lở mái ta luy, đất lấp rãnh dọc. Hiện mực nước trên các sông vẫn duy trì ở mức cao. Các hồ thủy điện vẫn tiếp tục xả lũ với lưu lượng mỗi hồ từ 55 mét khối đến 2.400 mét khối trên giây. Trong khi đó, vào khoảng 10 giờ ngày 13 tháng 12, mưa lớn kèm lốc xoáy bất ngờ đi qua địa thôn Phước Bình Nam, xã Hòa Thành, huyện Đông Hòa, làm 21 căn nhà dân bị hư hỏng, đồ đạc trong nhà bị đổ vỡ, lúa dự trữ để làm thức ăn bị ướt. Ngoài ra, hàng chục chuồng nuôi gia súc, gia cầm, cây cối của người dân trong thôn cũng bị lốc xoáy cuốn đổ. Sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền địa phương xã Hòa Thành đã huy động lực lượng đoàn viên thanh niên, dân quân, hội chữ thập đỏ xuống giúp người dân sửa sang lại nhà cửa. Chiều ngày 14 tháng 12, Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa cho biết, đợt mưa to trong 3 ngày qua, lượng mưa phổ biến từ 100 đến 170 mm đã gây ra nhiều thiệt hại. Hiện tại lũ trên các sông đã rút nên địa phương tập trung vào việc khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra. Theo đó, mưa lũ đã khiến 11 căn nhà bị sập hư hỏng, trên 220 căn nhà bị ngập nước, tập trung ở huyện Khánh Vĩnh và thành phố Nha Trang. Toàn tỉnh có hơn 1.000 hecta cây trồng vụ đông xuân bị nước lũ nhấn chìm, chủ yếu ở các huyện Vạn Ninh, Diên Khánh và thị xã Ninh Hòa. Tỉnh có 6 tàu cá bị chìm hư hỏng, trong đó có 4 tàu công suất lớn trên 90 cv. Mưa lũ trên địa bàn tỉnh cũng đã làm một người chết. Thống kê sơ bộ, tổng thiệt hại do mưa lũ đợt này ở Khánh Hòa là trên 50 tỷ đồng. Hiện nay tỉnh đang tập trung khắc phục sự cố kênh thoát lũ đường Đệ, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang bị vỡ một đoạn dài 20 m, sâu 5 m. Thưa quý vị, cây hồ tiêu là một trong năm cây trồng chủ lực của huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Thế nhưng mỗi khi vào mùa khô, nguồn nước khan hiếm, tiêu thường bị ảnh hưởng lớn tới chất lượng và năng suất. Để giải quyết vấn đề này, huyện đã triển khai mô hình tưới nước phun sương tiết kiệm song song với mô hình tưới nước nhỏ giọt. Sau gần một năm, mô hình này đã chứng minh được hiệu quả. Có hơn 1 hecta tiêu vào năm thu hoạch thứ 3, nhưng cứ vào mùa khô là vườn tiêu của ông Huỳnh Thanh Minh ở xã Thanh Sơn thường bị thiếu nước, khô lá, trái nhỏ, dẫn đến năng suất giảm hẳn. Năm nay được lắp đặt hệ thống tưới nước phun sương, ông Minh rất vui mừng phấn khởi. Trước khi tôi tưới tay thì thường thường là cái gốc tiêu nó bị xói, nó ảnh hưởng. Nó ló rễ ra bắt buộc là nó bị úng nước. Còn bây giờ mình tưới nước tiết kiệm thì nó như trời mưa nó không có, nó phun sương, nó không có làm đất trâu dũa và coi như nó không bị lỡ. Thì cái dây tiêu mình nó bảo đảm hơn. Không chỉ có hộ ông Minh mà hàng chục hộ nông dân trên địa bàn huyện Tân Phú được hỗ trợ lắp đặt hệ thống tưới nước tiết kiệm lên đến 80 hecta. Với mô hình này, đường ống nước tưới được dẫn vào từng gốc cây. Các đầu van ở gốc tiêu là bếp phun sương tỏa ra kín đều gốc cây, giúp cho cây trồng dễ hấp thu nguồn nước mà lượng nước tưới lại rất đảm bảo, không bị hao phí. Ban đầu thì một số hộ dân còn nghi ngại khi mà chuyển giao một cái mô hình mới. Tuy nhiên thì sau cái thời gian mà ứng dụng cũng như là nhân rộng mô hình này trên địa bàn huyện thì người dân được tiếp cận và đánh giá nó rất là cao. Các hộ dân đã thấy được cái hiệu quả của nó và nhân rộng tới nay nó khoảng gần 4.000 hecta là ứng dụng cái mô hình tiết kiệm. Mô hình tưới nước tiết kiệm này không chỉ đáp ứng được việc chống chọi với khô hạn thiếu nước hàng năm cho cây trồng, mà còn là phương pháp hiệu quả cho cây hồ tiêu để bà con nhân rộng nhằm đem lại hiệu quả kinh tế cho gia đình. Ngày 14 tháng 12, họp báo về tình hình phục vụ vận tải hành khách đường bộ dịp Tết Dương lịch 2017 và Tết Đinh Dậu sắp tới, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đảm bảo đủ xe để phục vụ nhu cầu của người dân từ Thành phố Hồ Chí Minh về quê đón Tết.
Theo đó, do dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch năm nay kéo dài 3 ngày, nên dự kiến lượng khách đi về các tuyến xa ở các bến xe trên địa bàn thành phố không tăng đột biến. Bên cạnh đó, số lượng xe trên các tuyến phục vụ hành khách khá dồi dào, nên giá cước không tăng và không áp dụng phụ thu đối với mọi tuyến đường từ thành phố Hồ Chí Minh đi các nơi. Đối với Tết Nguyên đán Đinh Dậu, dự kiến lượng khách đi lại cao gấp 2-3 lần ngày thường, nên Sở Giao thông Vận tải sẽ cấp phù hiệu xe tuyến cố định cho các xe tăng cường như xe hợp đồng, xe đưa rước công nhân và xe buýt để tăng cường vận chuyển. Bên cạnh đó, do lượng khách đi lại có sự chênh lệch lớn giữa chiều đi và chiều đến thành phố, nên giá vé sẽ tăng từ 20 đến 60% tùy theo ngày phục vụ để bù đắp chi phí chiều xe chạy rỗng. Sở Giao thông Vận tải cam kết đủ xe khách để phục vụ người dân về quê đón Tết, không để bất kỳ hành khách nào không được về quê. Thưa quý vị, thời gian gần đây, khi khách du lịch đến tham quan khu vực Cồn Sơn, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, sẽ có dịp tận mắt chứng kiến cảnh hàng chục ngàn con cá lóc bay lên mặt nước nhảy múa trước sự điều khiển của người nông dân tên Lê Trung Tính. Anh Lê Trung Tính cùng khu vực 1 Cồn Sơn, phường Bùi Hữu Nghĩa hiện đang nuôi hơn 20.000 con cá lóc. Điều đặc biệt là đàn cá này rất dạn dĩ. Khi được thả thức ăn, hàng chục nghìn con cá lóc lập tức hất tung cơ thể lên cao, tạo thành một điệu nhảy uốn lượn vô cùng đẹp mắt. Đầu là mình thấy nó còn nhỏ nhưng mà nó có bay đi. Nó bay hơi hơi lên cái mình có một ý tưởng có thể mình sẽ làm cho nó đẹp hơn và nó bắt cách hơn. Lúc đầu thì nó nói chung là nó cũng bay một hai con thôi. Nhưng mà mình tập nó từ từ bắt đầu nó sẽ bay nhiều lên và bây giờ nó sẽ thành một cái thói quen. Bây giờ nếu mà khách đồ tới coi là mình chỉ cần đi ra mình rải thức ăn là nó sẽ bay lên vậy đó. Đến thời điểm này, anh Tính đã huấn luyện đàn cá của mình bay lên từ 4 đến 5 tấc. Mặc dù sức của cá lóc vốn hạn chế, không thể bay cao được, mô hình cá lóc bay khỏi mặt nước đang được giới thiệu rộng rãi khắp nơi, vừa mang lại thú tiêu khiển độc đáo, vừa góp phần đem lại thu nhập đáng kể cho nhiều hộ gia đình. Tiếp theo là các thông tin an ninh trật tự và an toàn giao thông. Thưa quý vị, giả danh cán bộ thanh tra chính phủ, hai đối tượng Trần Công Trung sinh năm 1978, trú huyện Quảng Xương, Thanh Hóa và Phạm Thị Phượng sinh năm 1974, trú tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang đã hứa xin việc cho nhiều người dân để chiếm đoạt số tiền lớn. Ngày 14 tháng 12, cơ quan công an đã bắt giữ đối tượng Trần Công Trung và tiếp tục truy bắt Phạm Thị Phượng để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo tài liệu của cơ quan an ninh điều tra, Trần Công Trung là lao động tự do, hành nghề lái xe ôm tại Hà Nội. Trung cấu kết với Phạm Thị Phượng là lao động tự do tại Hà Nội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người. Khoảng tháng 7 năm 2013, Trung và Phượng đã hứa xin việc làm cho hai người ở huyện Quảng Xương và thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa vào làm tại các cơ quan nhà nước để chiếm đoạt số tiền gần 1,2 tỷ đồng. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Những ai là nạn nhân của các đối tượng này đề nghị liên hệ với cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Thanh Hóa để được giải quyết. Chỉ trong 2 ngày 14 và 15 tháng 12, trên địa bàn thành phố Thanh Hóa đã xảy ra 2 vụ cháy liên tiếp, gây thiệt hại lớn về tài sản. Rất may không có thương vong về người. Khoảng 4 giờ sáng nay ngày 15 tháng 12, tại cơ sở kinh doanh nhựa Đông Á, đường Quang Trung, phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa, đã xảy ra một vụ cháy lớn thiêu rụi 2 xe máy và hơn 1.000 tấm trầm nhựa. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và tổ chức chữa cháy. Chủ nhà đã kịp thời lên sân thượng và thoát ra ngoài qua sân thượng của nhà kế bên, nên không có thiệt hại về người. Trước đó, vào hồi 17 giờ 20 phút ngày 14 tháng 12, một vụ cháy khác đã xảy ra tại nhà bà Vũ Thị Nga nằm trên đường Nguyễn Tạo, phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện bình nóng lạnh. Sau khi phát hiện cháy, bà Nga đã nhanh chóng bế hai cháu nhỏ rời khỏi hiện trường và báo cho lực lượng phòng cháy chữa cháy tỉnh. Sau hơn 1 giờ tích cực chữa cháy, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Đám cháy thiêu rụi hai căn hộ và nhiều vật dụng. Thiệt hại ước tính khoảng hơn 100 triệu đồng. Thưa quý vị, mô hình chăn nuôi bò cỏ bằng phương pháp lót đệm sinh học đã được gia đình anh Nguyễn Văn Thình, xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh áp dụng từ năm 2009. Đây là mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao, bình quân mỗi năm sinh sản 10 con bê và 2 con nghé, cho thu nhập trên 170 triệu đồng. Anh Nguyễn Văn Thình cho biết, chỉ với một ít bột cưa lấy từ các xưởng chế biến gỗ, vỏ trấu từ lúa gạo sẽ lót được 60 mét vuông diện tích mặt chuồng. Phương pháp này kết hợp với xây dựng bể khí bioga, chuồng trại chăn nuôi đã giúp đàn bò phát triển khỏe mạnh, không dịch bệnh. Hơn được chăn nuôi thì bò cỏ nó dễ hơn. Còn về dịch bệnh thì thường xuyên là mình cùng khi mà phát hiện được bò có dịch bệnh thì là tiêu thú ý. Chuồng trại thì dùng chế phẩm sinh học thì nó không đỡ hôi thối. Ngoài cung cấp giống bò cỏ để phát triển chăn nuôi cho các hộ dân trong vùng, thì nguồn cung cấp bò thịt cho các tư thương cũng được ưa chuộng vì thịt bò cỏ ngon, đảm bảo dinh dưỡng nên an tâm về thị trường tiêu thụ. Hiện gia đình anh đang đầu tư mở rộng chuồng trại để phát triển đàn bò lên 50 con, quy hoạch khu vực trồng cỏ phục vụ chăn nuôi bò ngày càng phát triển. Thế có thể nói rằng cái việc phát triển mô hình chăn nuôi bò tại vùng
Nguyễn Văn Thìn của Vĩnh Ngọc phát huy hiệu quả, giúp được gia đình trong cái vấn đề phát triển kinh tế. Và theo đó là nhiều hộ trên địa bàn Trang Vĩnh đã có cái hưởng chăn nuôi bò quy mô là 500 con. Mô hình nuôi bò cỏ kết hợp với phương pháp lót điểm sinh học của gia đình anh Nguyễn Văn Thìn đã trở thành mô hình kinh tế hiệu quả để nhiều hộ dân trong vùng học tập làm theo. Nhờ đó đến nay, trên địa bàn xã đã xây dựng được 19 mô hình phát triển chăn nuôi bò từ 10 con trở lên, trong đó có 7 mô hình chăn nuôi trên 20 con bò. Đây là tín hiệu vui trong phong trào phát triển kinh tế cho bà con nhân dân trong vùng biên giới của huyện miền núi Hương Khê. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Hãy cùng Phi Nhung uống trà thảo mộc Dr. Thanh mỗi ngày để thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài. Pháo hoa tưng bừng đón xuân, chờ giờ thời sang cùng Dr. Thanh, mong cho sang năm được trẻ luôn. Kính chúc ông bà sống lâu, kính chúc ba mẹ khỏe luôn. Cùng Dr. Thanh và với muôn sang năm trẻ đẹp lâu. Món quà sức khỏe, tươi trẻ đón xuân. Con Tum thông tuyến đường Đông Trường Sơn. Hiệu quả từ mô hình camera giám sát an ninh trật tự trên địa bàn tại Long An. Cần Thơ bức xúc vì luận văn bị rao bán công khai với giá rẻ bèo trên mạng.